Ngày 3 tháng 4, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan điều tra hình sự quân khu 4 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Anh Sơn, 37 tuổi, ngụ tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 20 tháng 3, Lê Anh Sơn chở thi thể vợ là chị NTT, 32 tuổi từ Quảng Trị về xã Phú Lộc, huyện Can Lộc và nói vợ bị tai nạn tử vong nên hối thúc gia đình làm hậu sự. Người thân chị T thấy trên người nạn nhân có vết thương, nghi vật sắc nhọn gây ra nên trình báo công an. Quá trình làm việc với công an, Sơn bước đầu khai nhận tối ngày 19 tháng 3, vợ chồng đang làm việc tại công trường thuộc huyện miền núi tỉnh Quảng Trị thì xảy ra mâu thuẫn. Sơn đã đánh vợ bị thương, sau đó đưa vợ đi cấp cứu xong không qua khỏi. Để che giấu hành vi, Sơn thuê xe cứu thương đưa vợ về quê ngay trong đêm và nói dối bị tai nạn lao động. Vụ án này xảy ra nằm trong phạm vi quân đội quản lý nên sau khi cơ quan công an hoàn tất thủ tục đã bàn giao hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra hình sự quân khu 4 xử lý theo quy định.